Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, bởi vì thực hiện lệnh giãn cách toàn xã hội từ chính phủ, hoạt động tiêm chủng mở rộng đã bị ngừng hoạt động trên cả nước. Vậy thì đến thời điểm này, khi mà việc cách ly xã hội cơ bản đã được gỡ bỏ, thì các phụ huynh có thể đưa con đi tiêm chủng trở lại hay chưa? Và sẽ đưa con đi đến đâu để được tiêm chủng theo đúng lịch? Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết đến từ Cà phê Ngày Mới. Dự án tiêm chủng mở rộng do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện đã xây dựng hướng dẫn tổ chức tiêm chủng thường xuyên trong bối cảnh dịch COVID-19. Theo đó, các tỉnh thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên, đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2 theo đúng quy định. Đối với các địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ sẽ tạm hoãn triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên, thực hiện quản lý đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm bù, đảm bảo trẻ được tiêm đầy đủ. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương thuộc nhóm nguy cơ là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang, các tỉnh thành còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp. Dù thuộc nhóm có nguy cơ, nhưng hai huyện của Hà Nội, Thường Tín, Mê Linh và một huyện của tỉnh Hà Giang, đó là huyện Đồng Văn vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.